Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán, rạng sáng ngày 30 tháng 9 khiến 4 người tử vong, Công an huyện Định Quán cho biết vừa tạm giữ đối với tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe Thành Bưởi để phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, xe dừng nằm di chuyển trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến km 48 đoạn xã Phú Vinh, huyện Định Quán thì bất ngờ lao sang trái tông trực diện vào xe 16 chỗ di chuyển chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến phía trước xe 16 chỗ biến dạng hoàn toàn, phần đầu xe khách cũng bị hư hỏng nặng. Công an cũng xác định danh tính của 4 nạn nhân tử vong là tài xế xe ô tô 16 chỗ, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, và 3 người còn lại lần lượt sinh năm 1964, 1976, 2006, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện có 4 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.